trí tuệ phát sanh. Như vậy, phải quán chiếu thân bên trong thân. Bất luận gì ở bên trong thân, ta hãy nhìn vào. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta không thấy rõ. Ta thấy tóc, lông, móng tay, móng chân, vân vân. Và cho đó là những gì đẹp đẽ, có sức quyến rũ. Do đó Đức Phật dạy nên nhìn sâu vào bên trong thân, nhìn thân trong thân. Bên trong thân có gì? Hãy nhìn tận tường, nhìn thật kỹ vào bên trong. Có nhiều cái sẽ làm cho ta ngạc nhiên, bởi vì mặc dầu nó ở ngay bên trong ta, chúng ta không bao giờ thấy. Mỗi khi đi đâu là ta mang nó theo, ngồi trên xe ta cũng mang theo, vậy mà ta vẫn không biết nó chút nào. Cũng như ta đến nhà viếng một người bà con và họ cho ta một món quà, ta nhận lấy quà, cất giữ trong bị, rồi ra về mà không dỡ ra xem trong đó có gì. Khi cuối cùng về đến nhà dỡ ra, thì đấy là con rắn độc. Thân của ta cũng dường thế ấy. Nếu chỉ nhìn cái vỏ bề ngoài, ta nói rằng nó xinh tươi đẹp đẽ. Chúng ta tự quên mình, chúng ta quên lý vô thường, khổ và vô ngã. Nếu thận trọng nhìn vào bên trong thân này thì quả thật là đáng nhàm chán. Nếu chúng ta nhìn thấy đúng thực tại, không có dặm muối hay thêm đường, không tô điểm cho nó, thì ta sẽ thấy rằng thật sự nó đáng thương hại và đáng chán. Ta sẽ không còn luyến ái bám víu vào thân này. Cảm giác không triều mến ý không có nghĩa là ta cảm nghe hờn giận thế gian hoặc phiền trách bất cứ ai hay bất luận gì. Chỉ giản dị là tâm của ta sáng tỏ và buông bỏ tất cả. Chúng ta nhận thấy rằng sự vật không có chi là thực chất, không có chi mà ta có thể ỷ lại vào. Nhưng tất cả mọi sự vật đã là vậy, bản chất của thiên nhiên chỉ là vậy. Dầu ta có muốn nó như thế nào, nó chỉ đi theo con đường của nó. Dầu ta cười, dầu ta khóc, nó vẫn giản dị như thế nào, đúng như đó là vậy. Sự vật nào không bền vững và ổn định thì nó sẽ không tồn tại vững bền. Sự vật nào không đẹp đẽ xinh tươi thì nó không xinh tươi đẹp đẽ. Do đó Đức Phật dạy rằng khi chứng nghiệm sắc, thinh, hương, vị, xúc hay pháp, ta hãy buông thả nó ra. Khi tai nghe âm thanh, hãy để cho nó qua. Khi mũi ngửi mùi, hãy để cho nó qua, chỉ bỏ nó ở lại mũi. Khi cảm giác xúc chạm của thân phát sanh, hãy buông bỏ cảm xúc ưa thích hay ghét bỏ theo liền nó, hãy để cho nó trở về nguyên quán. Tư tưởng phát sanh cũng vậy, tất cả những hiện tượng ấy, hãy để cho nó đi theo con đường của nó, đó là hiểu biết. Dù hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều như nhau, đó là hành thiền. Hành thiền có nghĩa là làm cho tâm an lạc nhằm tạo duyên cho trí tuệ phát sanh. Công việc này đòi hỏi phải thực hành với thân và tâm để trông thấy và hiểu biết những cảm xúc phát sanh do sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Thâu gọn lại, nó chỉ là vấn đề hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là hoan hỷ thỏa thích trong tâm, đau khổ là cảm giác khó chịu, không thoải mái. Đức Phật dạy nên tách rời hạnh phúc và đau khổ ấy ra khỏi tâm. Tâm là cái gì hiểu biết? Thọ là đặc tánh của hạnh phúc và đau khổ, thương và ghét. Danh từ thọ ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ Vedana và nên được hiểu trong ý nghĩa mà ngài Ajahn Chah mô tả nơi đây, như những tâm sở ưa thích, ghét bỏ, vui buồn, vân vân. Khi tâm dễ vui, tự buông trôi theo những cảm xúc ấy, ta nói rằng nó bám víu vào, hoặc chấp rằng hạnh phúc và đau khổ đáng được nắm giữ. Bám níu hay thủ ấy là một sinh hoạt của tâm, còn hạnh phúc
và đau khổ là thọ. Khi nói rằng Đức Phật dạy nên tách rời tâm ra khỏi thọ, không có nghĩa là dứt bỏ nó ở một nơi nào. Ngài muốn dạy rằng tâm phải hiểu biết hạnh phúc và hiểu biết đau khổ. Thí dụ như khi tọa thiền trong trạng thái định, tâm thấm nhuần an lạc thì hạnh phúc đến, nhưng không để vào tâm. Đau khổ đến, nhưng không để vào tâm. Đó là tách rời thọ và tâm. Ta có thể ví như nước và dầu trong một cái lọ. Nó không hòa tan, mặc dầu có muốn trộn lộn hai thứ, dầu vẫn ra dầu và nước vẫn ra nước. Tại sao vậy? Vì trọng lượng khác nhau. Trạng thái thiên nhiên của tâm là không hạnh phúc, không đau khổ. Khi thọ nhập vào thì hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ phát sanh. Nếu có niệm ta nhận biết thọ lạc là thọ lạc, cái tâm hiểu biết không bốc nó lên, hạnh phúc có đó nhưng nó ở ngoài, không đắm chìm trong tâm. Tâm chỉ hiểu biết rõ ràng, tách rời đau khổ ra khỏi tâm. Phải chăng điều này có nghĩa là không còn đau khổ, rằng ta không còn kinh nghiệm đau khổ nữa? Không phải vậy, ta vẫn còn kinh nghiệm đau khổ, nhưng lúc bấy giờ ta hiểu biết tâm là tâm, thọ là thọ. Ta không bám chặt vào thọ cảm đau khổ ấy mà mang nó đi theo mình. Đức Phật tách rời những trạng thái ý bằng tuệ giác. Ngài có đau khổ không? Ngài biết có trạng thái đau khổ nhưng không bám giữ. Do vậy ta nói rằng Ngài cắt đứt đau khổ, và khi có hạnh phúc, Ngài hiểu biết đó chỉ là hạnh phúc. Ngài không nắm giữ nó lại và cho rằng nó là mình. Xuyên qua trí tuệ hiểu biết rằng có hạnh phúc hiện hữu, nhưng hạnh phúc không ở trong tâm. Vậy ta nói rằng Ngài tách rời hạnh phúc và đau khổ ra khỏi tâm. Nói rằng Đức Phật và chư vị A-la-hán diệt trừ ô nhiễm không có nghĩa là các ngài thật sự giết chết ô nhiễm. Nếu các ngài đã giết chết tất cả những ô nhiễm thì có lẽ chúng ta không còn ô nhiễm nào. Các ngài không giết chết, khi hiểu biết thực tướng của nó, hiểu đúng như nó là vậy, các ngài buông bỏ để cho nó đi qua. Người điên rồ sẽ nắm giữ nó lại, nhưng các bậc giác ngộ đã thấu hiểu rằng ô nhiễm trong tâm là thuốc độc nên liền quét sạch nó đi. Các ngài quét sạch những gì là nguyên nhân tạo ra đau khổ, chứ không giết chết. Người không thấu hiểu như vậy sẽ thấy những gì như hạnh phúc là tốt đẹp và nắm chắc, giữ chặt nó lại tức thủ, nhưng Đức Phật chỉ hiểu biết nó và giản dị tẩy sạch nó đi. Nhưng đối với chúng ta, khi thọ phát sanh thì ta lợi dưỡng trong đó, có nghĩa là tâm của ta mang hạnh phúc và đau khổ theo cùng với nó. Trong thực tế, tâm và hạnh phúc hay đau khổ là hai sự việc khác nhau. Những sinh hoạt của tâm, thọ lạc, thọ khổ, vân vân là những cảm xúc. Nó là thế gian pháp. Nếu tâm hiểu biết như vậy thì dầu hạnh phúc hay đau khổ, tâm vẫn xem như nhau và phản ứng cùng một cách. Tại sao? Bởi vì tâm hiểu biết chân lý của sự vật. Người không thông hiểu sẽ thấy hạnh phúc và đau khổ có hai giá trị khác biệt, nhưng người đã thấu hiểu sẽ thấy nó như nhau. Nếu quý vị bám chặt vào hạnh phúc thì nó sẽ là nơi phát sanh đau khổ về sau, bởi vì nó không ổn định vững bền mà luôn luôn biến chuyển. Khi hạnh phúc tan biến, ắt đau khổ khởi sanh. Đức Phật thấu triệt rằng bởi vì cả hai hạnh phúc và đau khổ đều là bất toại nguyện, tức đau khổ, nên cả hai đều có giá trị bằng nhau. Khi hạnh phúc phát sanh, Ngài để nó trôi qua. Ngài có pháp hành chân chánh và thấy rằng cả hai đều có giá trị và sức trở ngại bằng nhau. Cả hai đều nằm dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên, tức bất ổn định và bất toại nguyện, sanh rồi diệt. Khi thấy rõ như vậy, chánh kiến phát sanh và pháp hành chân chánh trở nên sáng tỏ. Bất luận cảm thọ hoặc tư tưởng nào phát sanh, Ngài biết rõ rằng
đó chỉ giản dị là trò đùa của hạnh phúc và đau khổ luôn luôn tiếp diễn, Ngài không bám níu vào. Khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài thuyết giảng pháp về lợi dưỡng trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Này chư tỳ khưu, lợi dưỡng trong dục lạc là con đường dễ vui buông lung, lợi dưỡng trong đau khổ là con đường căng thẳng. Đó là hai con đường đã làm trở ngại pháp hành của Ngài chỉ đến ngày chứng ngộ đạo quả, bởi vì trước đó Ngài không buông bỏ cho nó trôi qua. Khi đã thấu hiểu, Ngài để cho nó trôi qua, và do đó mới có thể ban truyền bài pháp đầu tiên. Như vậy, chúng ta nói rằng, người hành thiền không nên đi trên con đường của hạnh phúc và đau khổ, mà phải thấu hiểu bản chất của nó. Thấu hiểu chân lý của đau khổ, hành giả sẽ thấu hiểu nguyên nhân sanh đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Và con đường dẫn thoát ra khỏi đau khổ chính là pháp môn hành thiền. Nói một cách khác, ta phải luôn luôn giữ chánh niệm. Niệm là hay biết, hay có tâm hiện hữu. Ngay trong giờ phút này, chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang làm gì, điều gì xảy đến ta trong hiện tại. Chúng ta quán chiếu như vậy, luôn luôn hay biết ta đang sống như thế nào. Trong khi thực hành như vậy, trí tuệ có thể phát sanh. Lúc nào chúng ta cũng đang suy niệm và quán chiếu. Trong mọi oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, khi một cảm giác phát sanh mà ta ưa thích, hay biết đúng như vậy, nhưng chúng ta không giữ nó lại như một cái gì có thực chất, chỉ là hạnh phúc. Khi đau khổ phát sanh, chúng ta hiểu biết ngay rằng đó là lợi dưỡng trong đau khổ, không phải là con đường của người hành thiền. Đó là điều gọi là tách rời tâm ra khỏi thọ. Nếu là sáng suốt, ta không bám níu vào mà để cho sự vật tự nhiên trôi chảy. Chúng ta trở thành người hiểu biết, tâm và thọ cũng chỉ như nước và dầu, cùng ở chung trong một cái lọ nhưng không hòa tan. Chỉ đến khi lâm bệnh hay đau nhức, ta vẫn hiểu biết thọ là thọ, tâm là tâm. Chúng ta hiểu biết những trạng thái đau đớn hay thoải mái dễ chịu, nhưng không tự mình đồng hóa với chúng. Chúng ta chỉ ở với thanh bình, an lạc, sự an lạc thanh bình vượt lên trên cả hai, thoải mái và đau khổ. Phải thấu hiểu như vậy, bởi vì đã không có một tự ngã trường tồn, ác không có chỗ nương tựa. Quý vị phải sống như vậy, tức sống không có hạnh phúc và không có đau khổ. Quý vị chỉ sống với sự hiểu biết, không bận biểu mang kè kè sự vật theo mình. Ngày nào mà chúng ta chưa giác ngộ thì tất cả những điều trên đây nghe hình như quái lạ, nhưng không hề gì. Chúng ta chỉ nhắm hướng đi, tâm là tâm, tâm sẽ hội kiến với hạnh phúc và đau khổ, và chúng ta chỉ nhận thấy suông như vậy, ngoài ra không có gì khác. Tách rời riêng biệt, không trộn lộn. Nếu tâm ta cùng với hạnh phúc và đau khổ ta lẫn nhau, ắt chúng ta không hiểu biết chúng. Cũng giống như ta đang ở trong một ngôi nhà, cái nhà và người ở trong nhà liên quan với nhau, nhưng riêng biệt, không phải là một. Nếu nhà hư hỏng, thì ta buồn phiền vì có bổn phận phải bảo vệ nhà cửa. Nhưng nếu nhà bị hỏa hoạn, ta phải nhanh chân chạy thoát ra khỏi đó. Nếu cảm giác đau khổ phát sanh, ta phải thoát ra khỏi đó, cũng như ta chạy thoát ra khỏi căn nhà đang cháy. Nó là hai sự việc riêng biệt, nhà là một việc, người ở trong nhà là việc khác. Chúng ta nói rằng tách rời tâm và thọ ra khỏi nhau, nhưng trong thực tế, bản chất của chúng là đã rời nhau. Sự nhận thức của chúng ta chỉ giản dị là hiểu biết trạng thái tách rời bản chất thiên nhiên của chúng, đúng như thực tại là vậy. Nói tâm và thọ không riêng biệt tách rời nhau là bởi vì do vô minh. Chúng ta bám níu vào nó là vì vậy, không thông hiểu chân lý. Do vậy, Đức Phật dạy ta hãy hành thiền. Pháp hành thiền vô cùng quan trọng, chỉ hiểu biết suông với kiến thức không đủ,
trí tuệ phát sanh do pháp hành với tâm an lạc và kiến thức đến với ta bằng cách học hỏi, nghiên cứu thực sự cách nhau xa biệt. Sự hiểu biết thâu nhập bằng cách học hỏi không phải là hiểu biết thực sự của tâm. Cái tâm chỉ cố gắng bám chặt và giữ lại điều học hỏi hiểu biết ấy. Tại sao ta cố gắng giữ lại? Chỉ để nó mất đi, và khi nó mất, ta than khóc. Nếu thực sự hiểu biết, ác sẽ không có tình trạng cố gắng giữ lại, mà cứ để nó tự nhiên trôi qua, để cho sự vật tự nhiên, đúng như sự vật là vậy. Chúng ta thấu hiểu sự vật là thế nào và không tự quên mình. Nếu không may lâm bệnh, chúng ta không để lạc lối trong đó. Vài người nghĩ rằng, năm nay tôi bệnh suốt năm, không hành thiền được chút nào. Đó là lời nói của người thật sự cuồng si. Người đang bệnh hoặc sắp lâm chung càng phải chuyên cần tinh tấn hành thiền. Có thể ta nói rằng, người ấy không có thì giờ để hành thiền. Người ấy bệnh, người ấy đang bị đau nhức, người ấy không còn tin tưởng nơi cơ thể mình, và do đó cảm nghe rằng mình không thể hành thiền. Suy tư như vậy, sự việc ắt trở nên khó khăn. Đức Phật không dạy như vậy. Ngài dạy rằng, ngay tại đây chính là nơi hành thiền. Khi lâm trọng bệnh hoặc lâm chung là lúc mà ta có thể thực sự hiểu biết và nhận thức thực tại. Vài người khác nói rằng, họ không may mắn được hành thiền vì luôn luôn có việc làm bận rộn. Có vài vị giáo viên đến đây giếng sư và nói rằng vì đa đoan với nhiệm vụ, họ không có thì giờ để hành thiền. Sư hỏi họ, trong khi dạy học, ông có thì giờ để thở không? Họ trả lời, bạch sư có. Nếu công việc bề bộn và đa đoan, làm thế nào ông có thì giờ để thở? Nơi đây ông đã rời xa giáo pháp. Thật ra, pháp hành chỉ liên quan đến tâm và những cảm giác. Nó không phải là điều gì mà quý vị phải chạy theo hoặc phải tranh đấu để được. Trong khi làm việc, ta vẫn thở. Chính thiên nhiên đã chăm lo để cho tiến trình thở vào và thở ra được tự nhiên. Tất cả những gì ta cần phải làm chỉ là hay biết. Quý vị chỉ chuyên cần cố gắng nhìn trở lại vào bên trong và thấy rõ ràng hành thiền là vậy. Nếu chúng ta giữ tâm hiện hữu như vậy, thì bất luận trong công việc nào mà ta làm, nó sẽ là dụng cụ hữu hiệu giúp ta luôn luôn hiểu biết điều nào là phải và điều nào sai. Có rất nhiều thì giờ để hành thiền chỉ vì ta không thông hiểu đầy đủ pháp hành. Chỉ có thế, trong khi ngủ ta thở, ăn ta thở, có phải vậy không? Tại sao không có thì giờ để hành thiền? Bất cứ ở đâu ta cũng thở. Nếu nghĩ như vậy thì kiếp sống của chúng ta có giá trị nhiều như hơi thở. Bất luận ở đâu, ta cũng có thì giờ. Tất cả các loại tư tưởng đều là những điều kiện tinh thần không thuộc về cơ thể. Như vậy ta chỉ cần giữ tâm hiện hữu, và chừng ấy lúc nào chúng ta cũng sẽ hiểu biết điều nào là phải, điều nào sai. Đi, đứng, nằm, ngồi có rất nhiều thì giờ, chỉ vì ta không biết sử dụng một cách thích nghi. Xin quý vị hãy suy xét lại. Chúng ta không thể bỏ chạy lẫn trốn những cảm giác, phải hiểu biết nó. Cảm giác hay thọ chỉ là cảm giác, hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, đau khổ chỉ là đau khổ. Nó chỉ giản dị là vậy, tại sao ta phải bám níu vào nó? Nếu tâm sáng suốt thì chỉ nghe bấy nhiêu cũng đủ để tách rời thọ ra khỏi tâm. Nếu chúng ta thường xuyên quán chiếu như vậy, tâm sẽ nhẹ nhàng. Nhưng đó không phải là tẩu thoát qua đường lối của vô minh. Tâm buông bỏ, nhưng nó hiểu biết. Không phải buông bỏ vì si mê hay buông bỏ vì không muốn sự vật giống như thế đó. Tâm buông bỏ, không bám níu vào thọ vì ta hiểu biết đúng theo chân lý. Đó là nhận thức thiên nhiên, thấy đúng thực tại ở quanh mình. Khi hiểu biết được như vậy, ta đã là người thuần thuộc đối với tâm và đối với thọ. Khi đã thuần thuộc làm chủ mình trước những thọ cảm, ta cũng thuần thuộc đối với thế gian. Đó là người hiểu biết thế gian. Đức Phật
là bậc hiểu biết rõ ràng thế gian và những vấn đề khó khăn ở thế gian. Ngài hiểu biết rằng những gì khuấy động và những gì không khuấy động đều ở ngay tại đây. Thế gian này quả thực phức tạp, làm sao Đức Phật có thể thấu hiểu được? Nơi đây ta phải nhận thức rằng giáo pháp do Đức Phật ban truyền không vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Trong tất cả mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải giữ tâm hiện hữu và tự hay biết mình. Và khi tọa thiền cũng vậy, luôn luôn chú niệm và tự hay biết mình. Ta ngồi thiền để củng cố trạng thái tâm an lạc và trao dồi tâm lực. Không phải ngồi đó để làm chuyện gì khác, thiền minh sát là tọa thiền và an trụ tâm trong trạng thái định. Ở vài nơi người ta bảo, bây giờ ta hãy ngồi thiền định, rồi sau đó hãy thiền tuệ. Không nên phân chia như vậy. Trạng thái vắng lặng là nền tảng để trí tuệ phát sanh. Trí tuệ sẽ được khai triển trên nền tảng vắng lặng. Nói rằng, giờ đây hãy hành thiền vắng lặng, sau đó sẽ hành minh sát. Ta không thể làm như vậy. Ta chỉ có thể phân chia như vậy qua lời nói, cũng như lưỡi dao bề mặt ở một bên, bề trái ở bên kia. Quý vị không thể phân chia. Nếu lấy bề mặt lên thì cũng lấy lên cả hai bề. Trạng thái vắng lặng làm nền tảng cho trí tuệ phát sanh cũng cùng thế ý. Giới đức là cha và mẹ của giáo pháp. Từ lúc sơ khởi chúng ta phải nghiêm chỉnh trì giới. Giới là an lạc, trì giới có nghĩa là giữ thân và khẩu trong sạch, không nói và không hành động sai lầm. Không làm gì sai quấy thì không bị khuấy động, không dao động tâm sẽ được an lạc thanh bình và dễ dàng an trụ. Do đó, ta nói rằng giới, định và tuệ là con đường mà tất cả chư bậc hiền thánh đều đã trải qua để thành tựu đạo quả. Tất cả ba pháp là một, giới là định, định là giới, định là tuệ, tuệ là định giới. Định, tuệ cũng liên hệ với nhau cùng một thế ý. Sau cùng, tất cả ba pháp đều nhập chung lại thành con đường dẫn đến giác ngộ. Vài người không muốn già, khi thấy tuổi già đến thì họ buồn phiền, luyến tiếc thời son trẻ. Nhưng khi chính ta trở thành già, ta lại tiếc. Vài người than khóc sợ già hay sợ chết. Nếu thấy được như vậy, ác ta có thể trông thấy giáo pháp. Mọi việc đều sáng tỏ, chúng ta an lạc, hãy quyết tâm thực hành như vậy. Hôm nay có ông cố vấn trưởng cùng nhiều quan khách đến nghe pháp. Quý vị hãy nhận lãnh những gì sư giảng để về nhà suy ngẫm. Nếu có điều sai lầm, xin quý vị thông cảm cho sư. Tuy nhiên, có hiểu được là đúng hay sai cũng tùy theo pháp hành và quan kiến của quý vị. Bất cứ gì là sai hãy dứt bỏ, điều nào đúng hãy giữ lấy để sử dụng. Nhưng trong thực tế, chúng ta thực hành để buông bỏ cả hai, đúng và sai. Điều đúng hãy dứt bỏ, điều sai dứt bỏ. Thông thường, nếu là đúng thì ta bám víu vào tính cách đúng của nó. Còn sai thì ta giữ lại cái sai, rồi sau đó tranh luận, bàn thảo, vân vân. Nhưng giáo pháp là nơi chốn mà không có gì, không có gì cả. Khách lữ hành mệt mỏi đi trong sa mạc, thấy xa xa có cụm cây và ao nước thì lấy làm thỏa thích, vui mừng trước khi thật sự hưởng thọ là piti. Khi đến tận ao nước, trạng thái thỏa thích tắm rửa và uống nước là sukha. Upekha, xả, là một hình thức di tế của tâm bình thản, quân bình. Tâm sở này cũng đã tiềm ẩn trong các tầng sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Nhưng đến tứ thiền thì nổi bật lên và trở thành di tế đến mức cao độ. Điều này có nghĩa là luôn luôn, bất cứ lúc nào trong mọi sinh hoạt. Đây là trạng thái hổ thẹn căn cứ trên sự hiểu biết nhân và quả, không phải là cảm giác tội lỗi. Lời của dịch giả, bát chánh đạo mà nơi đây Ngài A-ran cha phân làm giới, định và tuệ là con đường có tám chi, giống như một sợi dây thừng có tám tao nhợ hợp lại.
Người leo dây mỗi lần tay chỉ nắm vào một số 2, 3 hoặc 4 tao nhợ cùng một lúc. Đến khi bỏ tay khác lên thì nắm một số tao nhợ khác, chứ không phải nắm một lúc tất cả 8 tao nhợ. Cùng thế ấy, vị hành giả mà còn đang thời kỳ tu luyện chỉ hành một số chi cùng một lúc. Nhưng đến khi đạt đến mức độ mà Ngài mô tả trên thì hành giả dần dần hành cùng một lúc số chi nhiều hơn, và cuối cùng khi thành đạt thánh đạo và thánh quả thì 8 chi cùng hợp chung lại thành một, và hành giả hành luôn cả 8 chi cùng một lúc. Sinh hoạt bên ngoài ở đây là những cảm giác mà ta cảm nhận từ lục trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, xuyên qua lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đối chiếu với sinh hoạt bên trong là các tầng thiền, rahana, nơi đây tâm không đi ra ngoài theo các cảm xúc. Danh từ sankhara, pháp hữu vi, là những gì được sanh ra do điều kiện và tồn tại do điều kiện. Phải có gì trước đó tạo duyên mới hiện hữu, rồi có gì tạo duyên mới tồn tại. Khi hết nhân duyên thì hoại diệt. Trong thực tế, tất cả mọi sự vật trên thế gian, dầu tinh thần hay vật chất, đều là pháp hữu vi, cũng được gọi là các vật được cấu tạo hay pháp tùy thế. Danh từ ô nhiễm ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ kilesa, là những thoái hư tật xấu phát sanh từ vô minh, hay những dơ bẩn tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả những chúng sanh trong tam giới.